các bạn. Hôm nay nhóm thông tin bất động sản Alo căn hộ SG.com review về khu đô thị Xuân Thành tại thành phố Ninh Bình. Khu đô thị Xuân Thành thì nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo ở thành phố Ninh Bình. Đây là phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đây các bạn. Đấy, phía này góc giao giữa đường Trịnh Tú, ngã tư Trịnh Tú. Chúng ta cùng đi vào trong xem cái khu đô thị Xuân Thành này nó sẽ như thế nào. Được biết đây là cái dự án của chủ đầu tư là tập đoàn Xuân Thành, khá nổi tiếng ở thành phố Ninh Bình. Dự án có quy mô khoảng 1.000 lô đất nền, trong đấy thì có 5 cái tòa biệt thự khá là lớn.
đá vôi à, bao bọc xung quanh là núi đá vôi. Ở đây cũng là cái vùng là dân sinh sống.
đô thị này là cũng triển khai là cũng đã khá lâu rồi, tốc độ chung là không lấp đầy được một lúc, nhưng mà nó cứ đèo đèo vậy. Chào các bạn, có điều kiện chúng tôi sẽ đi review một số cái dự án ở tỉnh.